Trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 ngày 13 tháng 11, mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng nhất sau đây. Nguy hiểm, xuất hiện những F0 ở thành phố Hồ Chí Minh đi vòng vòng, lây bệnh cho người khác. Báo động, dịch COVID-19 nóng trở lại, số F0 nặng ở miền Bắc liên tiếp gia tăng. Hà Nội phát hiện thêm 8 ca nghi mắc COVID-19, tạm phong tỏa trụ sở phường Yên Nghĩa. Chùm bệnh COVID-19 mới ở Bắc Giang vẫn tăng mạnh, kích hoạt thêm hàng chục khu cách ly tập trung. Hơn 50% ca tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh chưa được tiêm vaccine COVID-19. Xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 phức tạp trong cộng đồng ở Nghệ An. Sóc Trăng phát hiện thêm 186 ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng. Lâm Đồng ngày càng căng thẳng đã vượt mốc 1.000 ca nhiễm COVID-19, phát hiện thêm các ổ dịch mới. Thuốc tiêm trị COVID-19 đầu tiên được đăng ký tại Nga. Và sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin nguy hiểm thưa quý vị. Xuất hiện những F0 ở thành phố Hồ Chí Minh đi vòng vòng lây bệnh cho người khác. Trong chương trình tọa đàm dân hỏi thành phố trả lời, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia giải đáp nhiều câu hỏi của người dân về tình hình dịch bệnh. Tiến sĩ Vĩnh Châu xác nhận số ca nhiễm ở thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cao. Ngành y tế phát hiện có hiện tượng nguy hiểm khi một số F0 dương tính nhưng không tự cách ly. Những F0 này không ở nhà mà vẫn đi vòng vòng, gặp gỡ nhiều người, lây nhiễm cho mọi người xung quanh. Đây là nguy cơ rất cao bùng phát dịch cho cộng đồng. Tiến sĩ Vĩnh Châu cảnh báo. Nguy hiểm hơn khi F0 này đi thăm người thân họ hàng, ông bà, người lớn tuổi. Đây là những người có nhiều bệnh nền, nằm liệt lâu ngày, chưa được tiêm ngừa hoặc tiêm ngừa rồi nhưng miễn dịch không cao. Khi đó F0 sẽ vô tình lây bệnh cho người thân, khiến cho họ trở nặng, thậm chí là tử vong. Thực tế, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận một trường hợp người già trên 65 tuổi nằm liệt giường thời gian dài, không giao lưu tiếp xúc với bên ngoài. Bệnh nhân bị lây từ một người trẻ tuổi trong gia đình và tử vong sau đó. Tiến sĩ Vĩnh Châu khuyến cáo, người già, người có bệnh nền là nhóm dễ tổn thương nhất, không chỉ với COVID-19 mà còn với nhiều bệnh lý khác. Do đó, F0 phải có ý thức bảo vệ bản thân và gia đình, chấp hành cách ly và các quy định phòng chống dịch. Tình trạng trên cũng được khán giả Nhung Lê phản ánh trong chương trình. Chị cho biết nơi chị đang sinh sống cũng có F0 dương tính, không cách ly tại nhà, đi lại tự do. Dù báo với chính quyền địa phương nhưng F0 đến nay vẫn chưa bị xử lý. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, người dân khi mắc bệnh cần khai báo với trạm y tế lưu động để được theo dõi và cấp túi thuốc điều trị phù hợp. Người bệnh cũng không nên quá lo lắng nếu đã tiêm đủ vaccine và không có bệnh nền. Với nhóm này, đa số đều có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Đồng thời, người bệnh sẽ tự khỏi sau 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, tiến sĩ Vĩnh Châu khuyến cáo người dân vẫn phải cảnh giác với nguy cơ bùng phát dịch trở lại ở thành phố bằng cách duy trì 5K, đặc biệt là khẩu trang và khoảng cách. Chuyển sang tin tiếp theo. Báo động, dịch COVID-19 nóng trở lại, số F0 nặng ở miền Bắc liên tiếp gia tăng. Thưa quý vị, gần đây số ca COVID-19 nặng mà Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận gia tăng nhanh chóng. Một trong những nguyên nhân chính là vì dịch bùng phát trở lại ở khu vực miền Bắc làm tăng nhanh số lượng bệnh nhân nặng. Theo Thạc sĩ bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội, hiện có khoảng 50 ca COVID-19 nặng, nguy kịch đang điều trị tại khoa cấp cứu và khoa hồi sức tích cực của bệnh viện. Đáng chú ý trong số này, hiện có 19 trường hợp phải thở máy và một trường hợp phải can thiệp ECMO, tim phổi nhân tạo. Một tuần trở lại đây, số bệnh nhân nặng có xu hướng tăng nhanh. Bình quân mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 5-6 ca nặng. Đa số các bệnh nhân được chuyển tới từ các tỉnh như Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định và một số ít ở Hà Nội, bác sĩ Phúc cho hay. Theo bác sĩ Phúc, đa số các bệnh nhân nặng được chuyển đến là trường hợp cao tuổi có bệnh nền, tiểu đường, tăng huyết áp. Đáng chú ý, hầu hết các bệnh nhân đều chưa được tiêm vaccine COVID-19. Đây đều là các đối tượng nhạy cảm trước COVID-19. Khi mắc bệnh, các bệnh nhân có nguy cơ diễn tiến nặng cao. Bác sĩ Phúc nói, các bệnh nhân được chuyển đến đa số đều trong tình trạng suy hô hấp, có trường hợp phải can thiệp thở máy khi mới vào viện. Trước thực tế này, bác sĩ Phúc khuyến cáo, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân cần tuân thủ nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đặc biệt với những người có nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, người chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi vaccine. Thậm chí theo bác sĩ Phúc, ngay cả với trường hợp đã tiêm vaccine đủ 2 mũi vẫn có nguy cơ mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác nên không được chủ quan, lơ là. Cũng theo chuyên gia này, vaccine chỉ có hiệu quả giúp sản sinh miễn dịch ở ít nhất 2 tuần sau tiêm nên người dân cần lưu ý. Tình hình dịch tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng nóng trở lại từ giai đoạn giữa tháng 10, đầu tháng 11
đặc biệt là tại Hà Nội. Chỉ sau hơn một tháng kể từ khi nới lỏng các biện pháp giãn cách, thủ đô đã ghi nhận hơn 1.500 ca COVID-19 với nhiều chùm ca bệnh phức tạp. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, một số tỉnh ở phía Bắc đã áp dụng phương án cách ly và điều trị F0 không triệu chứng nhẹ tại nhà để giảm cho hệ thống y tế. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng một số địa phương có dấu hiệu COVID-19 tăng trở lại rất quan ngại. Chính phủ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương cần tăng chống dịch. Từ giờ đến cuối năm, dịch diễn biến phức tạp, xuất hiện tâm lý chủ quan, một số người dân không áp dụng khuyến cáo 5K. Các chuyên gia lo ngại dịch ở phía Bắc rất phức tạp do đặc thù thời tiết mùa đông xuân. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.009.879 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 10.250 ca nhiễm. Chuyển sang tin tiếp theo, Hà Nội phát hiện thêm 8 ca nghi mắc COVID-19, tạm phong tỏa trụ sở phường Yên Nghĩa. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 11 trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội xác nhận thông tin trên và cho biết phường vừa ghi nhận 8 ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tại trụ sở phường Yên Nghĩa ghi nhận 2 ca nghi mắc. UBND phường Yên Nghĩa đã tiến hành phong tỏa tạm thời các khu vực có ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, gồm trụ sở UBND phường Yên Nghĩa, khu vực dân cư ở ngõ 1137, tổ dân phố 3, ngách 26, ngõ 1144, tổ dân phố 1, phường Yên Nghĩa. Việc tạm phong tỏa bắt đầu từ 20 giờ ngày 12 tháng 11 để phục vụ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng dịch. Theo báo cáo của UBND phường Yên Nghĩa, hiện tại phường này ghi nhận 8 ca nghi ngờ dương tính, trong đó 7 trường hợp sống tại phường Yên Nghĩa và 1 người sống tại phường La Khê, nhưng cán bộ làm việc tại phường Yên Nghĩa. Lãnh đạo phường Yên Nghĩa nhận định đây là chùm ca bệnh nghi ngờ có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao. Chính quyền địa phương Yên Nghĩa yêu cầu trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm PCR của CDC Hà Nội với các trường hợp nghi ngờ, UBND phường yêu cầu công an, quân sự, ban bảo vệ dân phố, tổ dân phố 1 và tổ dân phố 3 tổ chức tuyên truyền đến nhân dân trong khu vực phong tỏa và giám sát, theo dõi việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của cư dân. Trường hợp khẩn cấp cư dân cần đi ra ngoài phải được sự đồng ý của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Yên Nghĩa. Chuyển sang tin tiếp theo, chùm ca bệnh COVID-19 mới ở Bắc Giang vẫn tăng mạnh, kích hoạt thêm hàng chục khu cách ly tập trung. Thưa quý vị, theo thông tin của Sở Y tế Bắc Giang, trên địa bàn vừa phát sinh thêm 42 trường hợp F0. Cụ thể như sau, chùm ca bệnh liên quan khu công nghiệp Khởi Phát ngày 10 tháng 11, 16 trường hợp. Trong đó, 12 trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó, 4 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc định kỳ. Chùm ca bệnh liên quan khu công nghiệp Khởi Phát ngày 28 tháng 10, 3 trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó. Chùm ca bệnh liên quan tại huyện Yên Thế, 16 trường hợp đã được cách ly trước đó. Chùm ca bệnh liên quan huyện Lạng Giang, 1 trường hợp đã được cách ly tập trung từ trước. Chùm ca bệnh liên quan tại huyện Tân Yên, 3 trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó. Chùm ca bệnh liên quan chợ Ninh Hiệp, 1 trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó. Người đi từ vùng dịch về, 2 trường hợp được cách ly trước đó tại huyện Việt Yên. Tính từ ngày 26 tháng 10 năm 2021 đến nay, trên địa bàn Bắc Giang ghi nhận 529 ca F0. Hiện còn 74 F0 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 379 F0 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2. Các bệnh viện còn lại đang chờ để được đưa đến cơ sở y tế điều trị. Liên quan chùm lây ở Yên Thế với số ca dương tính tăng mạnh, 207 F0 và 1.060 F1 tại 15 xã thị trấn với 50 thôn, bản, tổ dân phố, toàn huyện đã kích hoạt 30 khu cách ly tập trung, đảm bảo cho hơn 1.000 người. Thời điểm này, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Yên Thế cùng các đơn vị ở cơ sở đang dồn sức thực hiện nhiều phần việc nhằm quản lý, bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly, tham gia duy trì các chốt kiểm soát phòng chống dịch và các tổ truy vết F1, F2, F3 ở cộng đồng. Cùng đó, cung cấp hàng nghìn suất ăn mỗi ngày. Do tiếp giáp với nhiều huyện như Lạng Giang, Tân Yên, Bắc Giang, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên và huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, nên Công an huyện Yên Thế đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch trực ở 16 chốt kiểm soát. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế, những ngày gần đây, một số xã trên địa bàn xảy ra tình trạng thông báo trường hợp F1 ra nhà văn hóa, trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng. Việc làm này cần được chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Qua kiểm tra tại xã Tân Sỏi, Ban Chỉ huy Tiền Phương và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Thế đánh giá,
việc chỉ đạo tổ chức lấy mẫu xét nghiệm còn lúng túng, chưa khoa học. Cụ thể, xã để một trường hợp F1 thuộc diện nguy cơ thấp, địa phương vận dụng cách ly tại nhà ở thôn Triềng ra điểm lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại nhà văn hóa thôn, dẫn đến mất an toàn, nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế nghiêm túc phê bình Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Tân Sỏi, Chủ tịch UBND xã vì thiếu sâu sát trong chỉ đạo, quản lý và triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Yêu cầu rút kinh nghiệm, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan. Chuyển sang tin tiếp theo, hơn 50% ca tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh chưa được tiêm vaccine COVID-19. Kính thưa quý vị, tối 12 tháng 11 tại chương trình livestream Dân hỏi thành phố trả lời với chủ đề phòng chống dịch COVID-19 khi tình hình có dấu hiệu phức tạp trở lại. Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết số ca mắc COVID-19 những ngày gần đây gia tăng. 5 địa phương đứng đầu gồm huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Bình Tân, quận 12 và thành phố Thủ Đức. Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc mỗi ngày đều trên 1.000 ca. Trong đó cao nhất, ngày 10 tháng 11 ghi nhận 1.414 ca nhiễm, còn ngày 12 tháng 11 là 1.388 ca. Theo ông Châu, đây là kết quả tất yếu khi thành phố mở cửa, bỏ giãn cách xã hội. Quan điểm của ngành y tế là thích ứng linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Chúng ta sẽ sống chung với virus SARS-CoV-2, chứ không phải sống chung với dịch. Nếu chúng ta để dịch quay trở lại, bệnh nặng và chết người thì không được. Ông Châu nói, đồng thời hy vọng với tỷ lệ tiêm vaccine bao phủ và hệ thống y tế được củng cố là tiền đề quan trọng cho giai đoạn tới. Theo thống kê, số ca tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây gia tăng, từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 11 đều trên 35 ca một ngày. Trong đó cao nhất ngày 10 tháng 11 có 43 ca, còn ngày 12 tháng 11 42 ca. Phân tích số liệu tử vong những ngày gần đây, Sở Y tế ghi nhận số ca tử vong tăng so với trước đó. Đa số là người lớn tuổi trên 65 tuổi có bệnh nền. Trong đó, khoảng 50% chưa được tiêm vaccine vì đây là những người có bệnh nền, thậm chí bị tai biến mạch máu não, nằm một chỗ trong thời gian dài. Cũng có trường hợp người lớn tuổi đã tiêm vaccine nhưng có thể do cơ địa yếu, đáp ứng vaccine thấp dẫn đến tử vong. Như vậy, nếu cứ để F0 tăng lên, số ca nặng tăng lên tương ứng dù thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Đây là điều rất đáng lo, ông Châu đánh giá. Ông Châu cho hay, hiện ngành y tế chuẩn bị 4 kịch bản bao gồm cả tình huống xấu nhất là dịch bùng phát như thời gian qua. Tuy nhiên, không ai mong muốn quay lại thêm một lần nữa. Ngoài các bệnh viện dã chiến cấp thành phố, quận huyện và thành phố Thủ Đức đang thành lập bệnh viện dã chiến cấp quận tiếp nhận F0 không thể cách ly tại nhà. Các khu công nghiệp, khu chế xuất hình thành các khu dân cư ở khu công nghiệp dành cho F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Chuyển sang tin tiếp theo, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 phức tạp trong cộng đồng ở Nghệ An. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 36 giờ qua, từ tối 11 đến sáng nay 13 tháng 11, tỉnh ghi nhận 127 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, 24 ca nhiễm trong cộng đồng ở nhiều địa phương. Tại huyện Nghi Lộc, dịch COVID-19 tái xuất hiện trong những ngày qua khiến 104 người bị lây nhiễm. Trong đó, các ca nhiễm tập trung chủ yếu ở thị trấn Quán Hành và các xã Nghi Phương, Nghi Hoa và Nghi Diên. Số học sinh nhiễm COVID-19 37 trường hợp. Các ca nhiễm hầu hết có lịch trình đi lại, sinh hoạt, tiếp xúc với nhiều người. Có gần 700 người là F1, nguy cơ cao đang được cách ly. 4 xã thị trấn này đã nâng mức độ cảnh báo dịch lên cấp độ 4. Tại cuộc họp khẩn với UBND huyện Nghi Lộc ngày 12 tháng 11, ông Dương Đình Chỉnh, Phó Chỉ huy Trung tâm Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An nhận định tình hình dịch tại các xã này diễn biến phức tạp, có nguy cơ dịch bùng phát lan rộng. Trong khi đó, ổ dịch tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã có 31 ca là bệnh nhân và người nhà lây nhiễm COVID-19. Số người phải cách ly phong tỏa 278 người. Chiều 12 tháng 11, Sở Y tế Nghệ An quyết định di chuyển toàn bộ 247 người là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế của trung tâm đến cách ly tập trung tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò trong vòng 14 ngày. Trung tâm xạ trị sẽ được khử khuẩn trong vòng 3-4 ngày, sau đó cử ekip mới đến trung tâm này để điều trị cho bệnh nhân. Chuyển sang tin tiếp theo, Sóc Trăng phát hiện thêm 186 ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng. Thưa quý vị, tỉnh Sóc Trăng vừa ghi nhận thêm 343 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó số ca nhiễm qua truy vết sàng lọc trong cộng đồng tăng cao kỷ lục 186 ca. Ngày 13 tháng 11, ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao kỷ lục.
Cụ thể, qua khoanh vùng truy vết lấy mẫu xét nghiệm, đến sáng cùng ngày, tỉnh ghi nhận thêm 343 trường hợp dương tính COVID-19. Trong đó, có đến 186 ca cộng đồng, 119 ca trong khu cách ly tập trung, 27 ca trong khu phong tỏa, 11 ca là người dân tự phát về quê từ vùng dịch. Cùng ngày, tỉnh Sóc Trăng có 284 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, xuất viện, cộng dồn 5.763 ca. Ngoài ra, có 2 ca tử vong do COVID-19, cộng dồn có 60 trường hợp tử vong. Hiện có 2.989 ca đang điều trị tại cơ sở y tế. Từ 27 tháng 4 đến nay, Sóc Trăng ghi nhận 8.812 trường hợp dương tính với COVID-19. Các địa phương có ca nhiễm cao gồm huyện Trần Đề 2.615 ca, thị xã Vĩnh Châu 1.250 ca, huyện Kế Sách 1.171 ca. Đến nay, tỷ lệ người dân trên 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 89,01%, người tiêm đủ 2 mũi đạt 38,61%. Chuyển sang tin tiếp theo, Lâm Đồng ngày càng căng thẳng, đã vượt mốc 1.000 ca nhiễm COVID-19, phát hiện thêm các ổ dịch mới. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 11, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thêm 84 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm vượt mốc 1.000 ca từ đầu dịch COVID-19 đến nay, đồng thời xuất hiện thêm các ổ dịch mới. Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, đến sáng 13 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 84 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm qua mốc 1.000 ca từ đầu dịch COVID-19 đến nay, đồng thời xuất hiện thêm các ổ dịch mới. Cụ thể, với 84 ca nhiễm mới ghi nhận, cao nhất từ trước đến nay trong một ngày. Ở thành phố Đà Lạt 15 ca, thành phố Bảo Lộc 3 ca, các huyện Đơn Dương 15 ca, Đức Trọng 27 ca, Đạ Hoai 9 ca, Đạ Tẻ 13 ca, Lạc Dương 1 ca và Lâm Hà 1 ca. Trong số 15 ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận ở thành phố Đà Lạt, có đến 8 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ thành phố Hồ Chí Minh, 3 bệnh nhân liên quan ổ dịch tại Tù As Wedding, đường Bùi Thị Xuân, phường 2 Đà Lạt. 2 bệnh nhân là các trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Ngoài ra, có một trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến người từ Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh về Đà Lạt. Ở huyện Đơn Dương, ghi nhận thêm 15 ca dương tính với COVID-19, trong đó 4 bệnh nhân là các trường hợp F1 liên quan ổ dịch tại công ty Đà Lạt Heart Farms, Đà Ròn Đơn Dương đang cách ly tập trung, 7 bệnh nhân liên quan ổ dịch tại Dera Đơn Dương, 3 bệnh nhân liên quan ổ dịch mới tại thị trấn Thạnh Mỹ Đơn Dương và 1 bệnh nhân khác. Theo bác sĩ Thuận, số ca nhiễm nhiều nhất trong ngày tại huyện Đức Trọng với 27 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, 14 bệnh nhân là trường hợp F1 đang cách ly tập trung, 7 bệnh nhân liên quan ổ dịch mới tại xã Ninh Loan, Đức Trọng, liên quan các trường hợp về từ Đồng Nai, 2 bệnh nhân liên quan ổ dịch mới tại thôn Hiệp Thuận, xã Ninh Gia, Đức Trọng. Ngoài ra, có 1 bệnh nhân ở Hiệp An, Đức Trọng liên quan tới ổ dịch Tù As Wedding, phường 2, thành phố Đà Lạt. 2 bệnh nhân ở xã Liên Hiệp, Đức Trọng liên quan tới F0 của Vũng Tàu và 1 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ thành phố Hồ Chí Minh. Tại huyện Đạ Tẻ ghi nhận 13 ca nhiễm mới liên quan đến chuỗi lây nhiễm quán phở Quỳnh, thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ và các địa điểm liên quan đoàn khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đạ Tẻ ngày 7, ngày 8 tháng 11. Còn tại huyện Đạ Hoai có 9 bệnh nhân phát hiện mới trong cộng đồng, xã Đạ Hoai 6 ca, xã Đạ Tôn 3 ca. Chuyển sang tin tức tiếp theo, thuốc tiêm trị COVID-19 đầu tiên được đăng ký tại Nga. Kênh Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn TASS cho biết, nhà sản xuất Promont Group đã đăng ký loại thuốc tiêm tĩnh mạch COVID-19 đầu tiên ở Nga và là thuốc tiêm gốc Favipiravir đầu tiên trên thế giới. Theo đó, Promont Group đã đăng ký một giải pháp tiêm tĩnh mạch đầu tiên ở Nga có tên là Aravlivir để điều trị COVID-19. Nhà sản xuất cho biết thuốc này được thiết kế để trực tiếp chống lại SARS-CoV-2. Công ty cho biết thêm rằng loại thuốc này sẽ sẵn sàng đưa vào sử dụng trong các bệnh viện trước cuối năm nay. Aravlivir tiêm tĩnh mạch là một dạng mới của loại thuốc đã được cấp phép sử dụng ở Nga dưới dạng thuốc viên từ tháng 9 năm 2020. Nó dựa trên loại thuốc tổng hợp Favipiravir được đăng ký ở nước láng giềng Nhật Bản để điều trị bệnh cúm và đang được tích cực nghiên cứu như một loại thuốc chống COVID-19 tiềm năng. Promont Group khẳng định họ là công ty đầu tiên trên thế giới tạo ra Favipiravir dạng tiêm, bởi thuốc này thường là dạng bột không hòa tan. Aravlivir là một trong ba loại thuốc dựa trên Favipiravir hiện đang được giới thiệu là phương pháp điều trị COVID-19 đầy hứa hẹn ở Nga. Promont công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng của thuốc dạng viên nén vào tháng 10 năm 2020. Bài báo về nghiên cứu loại thuốc này được xuất bản trên tạp chí Bệnh viện truyền nhiễm của Nga. Công ty khẳng định rằng liệu pháp Aravlivir sẽ dẫn đến sự hồi phục nhanh hơn so với phương pháp điều trị truyền thống,
đồng thời chỉ ra kết quả của nghiên cứu cho thấy ít hoặc không có tác dụng phụ. Tuy vậy, công ty đã không trình bày bất kỳ dữ liệu nào về các thử nghiệm lâm sàng của dạng thuốc Arablivir. Arablivir cũng là loại thuốc mới nhất trị COVID-19 được đăng ký trên thế giới. Hiện có những loại thuốc thử nghiệm khác được tiêm tĩnh mạch, bao gồm cả Remdesivir. Các cuộc cạnh tranh hiệu quả và độ an toàn của những loại thuốc chống virus này vẫn đang diễn ra khi ngày càng có nhiều dữ liệu bệnh nhân được cung cấp. Cùng với vaccine, thuốc điều trị COVID-19 đang trở thành một tấm khiên trong kho vũ khí trị liệu COVID-19 của thế giới. Trước khi thuốc viên xuất hiện, thế giới buộc phải dựa vào các phương pháp điều trị ở dạng kháng thể tổng hợp, thường được sử dụng cho những người mắc bệnh thông qua đường tiêm tĩnh mạch. Trong khi đó, nhiều chuyên gia đánh giá, nếu được cấp phép rộng rãi, thuốc trị COVID-19 có tiềm năng to lớn giúp chống lại đại dịch. Thuốc viên được cho là dễ sử dụng, sản xuất và bảo quản hơn so với vaccine, nên đặc biệt hữu ích tại những quốc gia thu nhập thấp và trung bình, nơi cơ sở hạ tầng và nguồn cung vaccine bị hạn chế. Loại thuốc viên điều trị COVID-19 ấn tượng đầu tiên hiện nay đó là Monupiravir của hãng dược Merck. Monupiravir là thuốc kháng virus SARS-CoV-2 dạng uống đang trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng của hãng Merck. Thuốc được cho là có hiệu quả đối với bệnh nhân nhiễm bất cứ biến thể nào của virus SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao. Thuốc giúp giảm 50% tỷ lệ số ca mắc nặng phải nhập viện hoặc số ca tử vong. Dữ liệu do Merck công bố hồi đầu tháng 10 cho thấy thuốc mang lại hiệu quả ngăn chặn 50% nguy cơ tử vong hoặc nhập viện ở nhóm có nguy cơ bệnh nặng cao nhất mắc COVID-19. Được nhiều chuyên gia đánh giá, nhân tố làm thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến chống COVID-19. Nhưng các cơ quan y tế khẳng định Monupiravir không thể thay thế vaccine.